Cô chào các em. Cô xin tự giới thiệu. Cô tên là Nguyễn Thanh Tâm, giáo viên trường Trung học cơ sở Minh Hải, huyện Văn Lâm. Cô rất vui và hân hạnh được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tiết học. Các em ạ, tác phẩm văn học được coi là đứa con tinh thần của các nhà thơ, nhà văn. Họ gửi gắm trong đó những tâm tư, những tình cảm, những nỗi niềm và cả những trăn trở về con người và cuộc sống. Khi tác phẩm đến với bạn đọc, nghĩa là bạn đọc đồng sáng tạo với tác giả để cho những sáng tác nghệ thuật ấy đẹp hơn, có sức lan tỏa hơn. Điều này phụ thuộc rất lớn vào việc phân tích cảm thụ tác phẩm. Chính vì thế, trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu một kiểu bài nghị luận tác phẩm văn chương, kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là như thế nào? Cô và các em cùng tìm hiểu văn bản khát vọng hòa nhập xâng hiến cho đời trong sách giáo khoa. Văn bản này khá dài. Ở buổi học trước, cô đã nhắc các em về nhà đọc văn bản và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu văn bản. Hãy cho cô biết. Văn bản đã nhắc đến bài thơ nào? Tác giả là ai? Đó là bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của tác giả Thanh Hải. Người viết đã nghị luận về vấn đề gì? Chúng ta thấy trong văn bản, người viết đã nghị luận về hình ảnh mùa xuân và tình cảm thiết tha của nhà thơ Thanh Hải trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Vậy, để làm rõ vấn đề nghị luận này, người viết đã khai thác tác phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ ở những phương diện nào? Chúng ta thấy đó là phương diện nội dung và phương diện nghệ thuật. Ở phương diện nội dung, người viết đã khai thác bài thơ theo mạch cảm xúc từ vẻ đẹp mùa xuân thiên nhiên của đất trời đến cảm nghĩ về vẻ đẹp mùa xuân đất nước cách mạng. Từ đó thể hiện ước nguyện hòa nhập xâng hiến cho đời của nhà thơ. Ở phương diện nghệ thuật, tác giả đã chọn, trích dẫn và phân tích bình giảng các hình ảnh, chi tiết thơ, giọng điệu thơ, kết cấu của bài thơ. Từ đó đưa ra những ý kiến, nhận định của mình về tác phẩm. Như vậy, trong văn bản Khát vọng hòa nhập xâng hiến cho đời, người viết đã tập trung khai thác nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Từ đó đưa ra những ý kiến, những nhận định, đánh giá của mình về tác phẩm ấy. Cách tìm hiểu, cách cảm thụ, cách khám phá, cách phân tích như vậy được gọi là kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Nghị luận về một đoạn thơ bài thơ là trình bày, nhận xét, đánh giá của mình về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Đây chính là khái niệm về kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ bài thơ và là đơn vị kiến thức đầu tiên mà các em cần phải ghi nhớ. Để hiểu rõ được khái niệm này, các em cần phải nắm vững. Nghị là đưa ra ý kiến. Luận là bàn bạc đánh giá. Nghị luận về một đoạn thơ bài thơ là trình bày, nhận xét đánh giá của mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ bài thơ ấy. Trình bày, nhận xét đánh giá của mình về nội dung là chúng ta đang đi tìm hiểu, chúng ta đang đi khám phá, chúng ta đang đi cảm thụ về mạch cảm xúc, về tình cảm mãnh liệt
sức liên tưởng phong phú của tác giả, của nhà thơ về cuộc đời, về con người, về thiên nhiên, về đất nước được phản ánh trong tác phẩm. Còn trình bày nhận xét đánh giá của mình về nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ là chúng ta đang đi tìm hiểu, đang khám phá, đang cảm thụ ngôn ngữ thơ đặc sắc, cô đọng, giàu hình ảnh, giàu nhạc điệu, là giọng thơ, là kết cấu của bài thơ, là chi tiết thơ tiêu biểu đặc sắc, là các biện pháp tu từ có trong bài thơ. Đây cũng chính là đặc điểm của kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ mà các em cần phải nắm vững. Như vậy, cô và các em vừa đi tìm hiểu được vấn đề nghị luận của văn bản. Để làm rõ vấn đề nghị luận này, cần phải có luận điểm. Vậy, luận điểm là gì? Các em nhớ lại kiến thức phần làm văn lớp 7, nghị luận. Luận điểm là quan điểm, là ý kiến của người viết được nêu khái quát bằng một câu văn dưới dạng phủ định hoặc khẳng định, có cấu trúc chặt chẽ. Việc các em xác định được câu văn mang luận điểm chính trong văn bản nghị luận có ý nghĩa rất lớn trong việc các em tập trung làm rõ được vấn đề nghị luận. Vậy trong văn bản Khát vọng hòa nhập dâng hiến cho đời, chúng ta thấy người viết đã sử dụng những luận điểm nào và câu văn nào mang luận điểm. Theo dõi vào văn bản, các em hãy theo dõi vào đoạn văn thứ hai trong sách giáo khoa. Hình ảnh mùa xuân trong bài thơ của Thanh Hải mang nhiều tầng ý nghĩa. Từ hình ảnh mùa xuân của thiên nhiên, đất nước trong lao động và chiến đấu, nhà thơ đi đến nguyện ước làm một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời, cất lên khúc hát sao xuyến, tươi vui, hòa trong bản tình ca, anh hùng ca của cách mạng. Trong đó, mùa xuân nào cũng thật gợi cảm, cũng thật đáng yêu. Đây chính là đoạn 2 trong văn bản. Các em đã xác định được câu văn nào mang luận điểm chưa? Chúng ta nhận thấy câu văn mang luận điểm đó là câu hình ảnh mùa xuân trong bài thơ của Thanh Hải mang nhiều tầng ý nghĩa. Vì sao các em lại xác định được đây là câu văn mang luận điểm? Bởi vì câu văn này mang ý chính của toàn đoạn. Ý chính nào của toàn đoạn được các câu văn còn lại triển khai? Đó là hình ảnh mùa xuân trong bài thơ của Thanh Hải mang nhiều tầng ý nghĩa. Tầng ý nghĩa thứ nhất là hình ảnh mùa xuân của thiên nhiên. Tầng ý nghĩa thứ hai là hình ảnh mùa xuân của đất nước trong lao động và chiến đấu. Và tầng ý nghĩa thứ ba là hình ảnh là nguyện ước là một mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ. Như vậy, chúng ta đã tìm được luận điểm trong đoạn văn thứ hai của bài. Tương tự như vậy, các em hãy theo dõi vào văn bản đoạn văn thứ ba. Bức tranh xuân của thiên nhiên, đất nước được tạo lên từ các chi tiết rất tiêu biểu, được vẽ bằng cả màu sắc lẫn âm thanh. Đó là dòng sông xanh, bông hoa tím biếc, là lộc sắt đầy trên lưng người ra trận và trải dài trên những cánh đồng. Đó là tiếng chim triền triện lảnh lót vang trời. Hình ảnh mùa xuân hiện lên trong cảm xúc thiết tha, trìu mến của nhà thơ, trong lời kêu, giọng hỏi, ơi, hót chi mà. Đặc biệt, tình cảm nâng niu vẻ đẹp của mùa xuân, khát vọng thu nhận và giữ gìn vẻ đẹp ấy được thể hiện qua tư thế độc đáo. Tôi đưa tay tôi hứng. Từng giọt âm thanh từ trời xanh rơi xuống, tiếng chim triền triện thả vào không gian trong suốt của mùa xuân được cảm nhận thành từng giọt mang màu sắc long lanh. Cảm giác ấy, động tác ấy chỉ có được ở một tâm hồn thi sĩ, ở một tấm lòng thiết tha, yêu mến cuộc sống này. Tiếp theo, cho đến mạch tâm tình. Các em hãy chú ý vào đoạn văn. Hãy xác định cho cô câu văn mang luận điểm. Đó là câu nào à các em? Chúng ta thấy câu văn số 1 đầu đoạn văn chính là câu văn mang luận điểm. Bức tranh xuân
của thiên nhiên, đất nước được tạo lên từ các chi tiết rất tiêu biểu, được vẽ bằng cả màu sắc lẫn âm thanh. Để làm rõ luận điểm này, tác giả đã sử dụng những luận cứ nào? Luận cứ là gì? Các em hãy nhớ lại kiến thức lớp 7, phần tập làm văn các em đã được học rồi. Luận cứ là những lý lẽ, những dẫn chứng làm cơ sở cho luận điểm. Vậy, trong đoạn văn này, tác giả đã sử dụng những luận cứ nào? Tác giả nêu lên hình ảnh dòng sông xanh, bông hoa tím biếc, là lộc sắt đầy trên lưng, là hình ảnh của âm thanh tiếng chim chiền triện lành nót vang trời, là giọng điệu thiết tha trìu mến của nhà thơ trong lời kêu giọng hỏi, là ngôn từ ơi hót chi mà, là tư thế tôi đưa tay tôi hứng, làm luận cứ để làm rõ luận điểm. Như vậy chúng ta thấy cách nêu luận điểm ở đây là tác giả đã chọn lọc các dẫn chứng rất chi tiết, rất đặc sắc, những hình ảnh ấy, câu thơ ấy rất tiêu biểu, giọng điệu, ngôn thơ ngữ thơ đặc sắc để đã làm nổi bật được luận điểm của đoạn văn. Tác giả khai thác từ giá trị nghệ thuật để làm nổi bật nội dung của đoạn văn. Luận điểm được làm sáng tỏ bởi hệ thống luận cứ thuyết phục. Khi giảng đến phần kiến thức này, cô nhắc các em lưu ý. Khi làm văn nghị luận về kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ, việc trích dẫn thơ để minh họa, các em cần phải lưu ý. Trích dẫn thơ cần phải có sự chọn lọc, phải tiêu biểu và phù hợp, tránh cách trích dẫn tràn lan. Và khi chúng ta trích dẫn thơ, trích dẫn câu thơ hoặc đoạn thơ, chúng ta phải phân tích, phải bình giảng để làm nổi bật lên cái hay, cái đẹp, cái độc đáo của hình ảnh thơ đó, câu thơ đó, đoạn thơ đó. Chúng ta có thể vận dụng hai phương thức trích dẫn thơ. Dẫn trực tiếp là trích dẫn nguyên vẹn cả câu thơ và đoạn thơ. Trích dẫn gián tiếp là lưu ý thơ. Như vậy, trong đoạn này, chúng ta thấy người viết đã trích dẫn các ý thơ để làm luận cứ, làm sáng tỏ luận điểm của mình. Tương tự như đoạn số 3, ở đoạn số 4 cũng vậy. Các em cũng dễ dàng nhận ra được câu văn mang luận điểm, đó là câu. Câu nào hả các em? Là câu hình ảnh mùa xuân nho nhỏ được thể hiện khát vọng hòa nhập. Và để làm sáng tỏ luận điểm này, tác giả cũng đã sử dụng các câu thơ, các hình ảnh thơ, giọng điệu thơ, cảm xúc thơ và sự lấy lại của mùa xuân làm luận cứ để làm sáng tỏ luận điểm. Như vậy, chúng ta đã tìm được các luận điểm trong văn bản khúc Khát vọng hòa nhập dâng hiến cho đời. Vậy các em có thấy các luận điểm này có thể hiện được quan điểm của người viết không? Có, đúng không các em? Bởi vì các luận điểm này rất diễn đạt rõ ràng, chính xác và chặt chẽ. Các em ạ, các luận điểm được diễn đạt rõ ràng, chính xác, chặt chẽ ngoài việc sử dụng luận cứ phù hợp thì còn là phần lập luận của người viết. Lập luận là cách trình bày các lý lẽ, cách trình bày các luận chứng, cách trình bày các dẫn chứng theo một trình tự hợp lý. Và chúng ta thấy việc chúng ta xác định được các luận điểm của đoạn văn là chúng ta xác định được hình thức lập luận của đoạn văn. Vậy theo các em, đoạn văn này được lập luận theo hình thức nào? Nhớ lại kiến thức các em đã được học.
Nếu đoạn văn được trình bày theo cách diễn dịch, nghĩa là câu văn mang luận điểm chính đứng ở đầu đoạn văn. Còn nếu đoạn văn được trình bày theo cách quy lạp thì câu văn mang luận điểm chính đứng ở cuối đoạn văn. Và chúng ta thấy các luận điểm trong văn bản Khát vọng hòa nhập dâng hiến cho đời được đứng đầu đoạn văn. Tác giả đã trình bày đoạn văn theo hình thức, theo phương thức lập luận diễn dịch. Cô có giảng đến phần này, cô lại lưu ý với các em một kiến thức như sau. Viết đoạn văn diễn dịch cho một câu chủ đề thường xuất hiện trong đề thi vào trung học phổ thông. Vì thế cô mong các em sẽ rèn luyện thật tốt kỹ năng viết đoạn văn diễn dịch cho một câu chủ đề. Và chúng ta thấy các đoạn văn diễn dịch trong văn bản mà chúng ta vừa tìm hiểu là một minh chứng, là một ví dụ để cho chúng ta học tập. Như vậy, cô và các em đã tìm hiểu vấn đề nghị luận của đoạn văn. Từ vấn đề nghị luận của đoạn văn để làm sáng tỏ, người viết đã phân tích các giọng điệu, các hình ảnh thơ, chi tiết thơ, kết cấu của bài thơ, từ đó đưa ra những nhận định, những đánh giá về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Cách cảm thụ, cách phân tích. Như vậy, trong một tác phẩm thơ, đó chính cũng là yêu cầu về nội dung của kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Yêu cầu về nội dung của kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là phân tích các yếu tố, ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu. Là phải nhận xét, đánh giá cụ thể, xác đáng về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy. Vậy, yêu cầu về hình thức của kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là như thế nào? Cô và các em lại tiếp tục theo dõi văn bản. Các em hãy chú ý vào văn bản và trả lời cho cô. Theo em, văn bản này gồm có mấy phần? Văn bản gồm có 3 phần. Câu hỏi này hơi khó, mức độ khó hơn một chút. Các em hãy tập trung suy nghĩ nhé. Hãy nêu nội dung và giới hạn của từng đoạn cho cô. Theo dõi vào văn bản, chúng ta thấy phần 1 là phần mở bài, tương ứng với đoạn 1 trong sách giáo khoa. Người viết đã giới thiệu bài thơ và bước đầu đánh giá khái quát cảm xúc của người viết về bài thơ. Phần 2 là phần thân bài, tương ứng với đoạn 2, 3, 4 trong sách giáo khoa. Người viết lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung, nghệ thuật của bài thơ bằng hệ thống các luận điểm, luận cứ, cách lập luận. Phần 3 là phần kết bài, tương ứng với đoạn 5 trong sách giáo khoa. Người viết đã khái quát giá trị, ý nghĩa của bài thơ. Đây chính là bố cục của bài văn, của văn bản Khát vọng hòa nhập dâng hiến cho đời. Các em theo dõi vào bố cục. Hãy nhận xét cho cô, giữa các phần có mối quan hệ với nhau như thế nào? Chúng ta thấy giữa các phần có mối quan hệ rất chặt chẽ. Và như vậy, bố cục của bài thơ rất cân đối, mạch lạc, rõ ràng. Các em ạ, văn bản Khát vọng hòa nhập dâng hiến cho đời không chỉ thuyết phục chúng ta bởi vấn đề nghị luận rõ ràng, bởi hệ thống luận điểm đúng đắn, luận cứ thuyết phục, mà còn lay động chúng ta bởi những lời văn rất gợi cảm, thể hiện sự rung động của người viết đối với tác phẩm. Theo dõi vào trong văn bản, các em hãy tìm cho cô những câu văn nào thể hiện được tình cảm, thái độ của tác giả. Chúng ta thấy ở đoạn văn số 2 có câu văn: trong đó mùa xuân nào cũng thật gợi cảm, cũng thật đáng yêu. Ở đoạn văn số 3,
cảm giác ấy, động tác ấy chỉ có được ở một tâm hồn thi sĩ, ở một tấm lòng thiết tha yêu mến cuộc sống này. Ở đoạn văn số 4 là câu văn trước Thanh Hải quả chưa từng có hình ảnh thơ vừa lạ vừa hồn nhiên thân thương này. Và ở đoạn văn số 5 là câu văn bài thơ này lay động chúng ta bởi chất họa gợi cảm, chất nhạc vấn vương, quyến luyến bởi nguyện ước tha thiết chân thành. Đọc những câu văn này chúng ta thấy tác giả đã thể hiện cảm xúc của mình, đó là thái độ tin yêu, là niềm trân trọng đối với tình cảm, thái độ của tác giả. Và trong bài văn này còn có rất nhiều những câu văn thể hiện được sự rung động chân thành của người viết, là những lời văn rất gợi cảm. Các em về nhà hãy tìm hiểu thêm. Các em ạ, khi chúng ta tìm hiểu về bố cục và khi chúng ta tìm hiểu về lời văn trong bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ, là chúng ta đang tìm hiểu về yêu cầu về hình thức của kiểu bài này. Yêu cầu về hình thức của kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là phải có bố cục mạch lạc rõ ràng, có lời văn gợi cảm thể hiện rung động chân thành của người viết. Và như vậy, trong văn bản ngày hôm nay, cô và các em đi tìm hiểu và đơn vị kiến thức của chúng ta, đây chính là đơn vị kiến thức bài học hôm nay của chúng ta. Đơn vị kiến thức này cô đã hệ thống trên một sơ đồ để các em nắm. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ, các em cần phải nắm được khái niệm. Đó là kiểu bài nghị luận về một đoạn. Đó là kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình bày, nhận xét, đánh giá của mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy. Thứ hai, yêu cầu của bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là về nội dung, phải phân tích các yếu tố, ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu, từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy. Còn yêu cầu về hình thức là phải có bố cục, mạch lạc, rõ ràng, lời văn gợi cảm, thể hiện rung động của người viết. Đây cũng chính là ghi nhớ trong sách giáo khoa và toàn bộ đơn vị kiến thức bài học ngày hôm nay. Cô sẽ dành một chút thời gian để cho các em ghi nhớ kiến thức này. Hôm nay chúng ta được học kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Nhớ lại kiến thức về kiểu bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Các em có đặt ra câu hỏi, vậy cùng nghị luận một tác phẩm văn chương thì hai kiểu bài này có gì giống và khác nhau? Chúng ta thấy hai kiểu bài này giống nhau là đều cùng trình bày, nhận xét, đánh giá của người viết về một tác phẩm văn học. Còn khác nhau ở đây, nếu kiểu bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích là nhận xét, đánh giá về nhân vật, sự kiện, chủ đề hay nghệ thuật của tác phẩm. Những nhận xét đánh giá này phải xuất phát từ ý nghĩa của cốt truyện, của tính cách, của số phận, của nhân vật và nghệ thuật trong tác phẩm. Còn đối với kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là người viết nhận xét, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy. Khi nhận xét, khi đánh giá phải gắn với phân tích ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu của đoạn thơ, bài thơ. Rõ ràng chúng ta thấy cùng là một tác phẩm văn chương, nhưng cách khai thác, cách cảm nhận, cách phân tích lại khác nhau. Đấy chính là sự khác nhau về đặc trưng thể loại văn học các em ạ. Và để bài học ngày hôm nay đạt hiệu quả cao hơn, cô và các em cùng chuyển sang phần luyện tập. Các em chú ý theo dõi lên bảng. Cô có bài tập 1. Bài 1, ngoài các luận điểm đã nêu về hình ảnh mùa xuân trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ ở văn bản trên, hãy suy nghĩ
và nêu thêm các luận điểm khác nữa về bài thơ đặc sắc này. Các em đã nắm vững được yêu cầu của bài chưa? Yêu cầu của bài là suy nghĩ và nêu thêm các luận điểm khác nữa về bài thơ đặc sắc này. Các em nhớ lại kiến thức đã học về bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, chúng ta có thể thấy dễ dàng tìm được rất nhiều các luận điểm khác nữa ngoài các luận điểm mà chúng ta tìm hiểu ở văn bản nêu trên. Cô có thể gợi ý cho các em một số luận điểm sau. Luận điểm: từ hình ảnh mùa xuân thiên nhiên tươi đẹp, nhà thơ đã thấy đất nước, con người đang vào xuân rộn rã. Luận điểm: bài thơ còn là khúc tráng ca, ca ngợi sự độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Luận điểm: kết cấu bài thơ chặt chẽ, cân đối, mở đầu là mùa xuân đất nước, kết thúc lại là một giai điệu dân ca. Các em hãy về nhà suy nghĩ và tìm hiểu thêm nữa các em nhé. Các em hãy tiếp tục làm cho cô bài tập thứ hai. Các em chú ý theo dõi lên bảng. Đọc đoạn văn phân tích khổ thơ đầu của bài thơ Ánh Trăng dưới đây và trả lời câu hỏi. Khổ thơ đầu bài thơ Ánh Trăng nói về vầng trăng của tuổi thơ và vầng trăng thời chiến tranh. Vầng trăng tuổi thơ trải rộng trên một không gian bao la, hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể. Hai câu thơ 10 tiếng, gieo vần lưng, đồng, sông, từ với được điệp lại 3 lần nhằm diễn tả một tuổi thơ đi nhiều, được hạnh phúc cảm nhận những vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên, từng được ngắm trăng đồng quê, ngắm trăng trên dòng sông và ngắm trăng trên bãi bể. Hai câu thơ tiếp theo nói về hồi máu lửa, trăng với người lính, trăng đã thành tri kỷ. Tri kỷ biết người như biết mình, trăng với người lính, với nhà thơ trong những năm ở rừng, thời chiến tranh đã trở thành đôi bạn tri kỷ. Thật là thú vị khi đọc vần thơ Nguyễn Duy vì nó đã mở ra trong lòng nhiều người một trường liên tưởng hồi chiến tranh ở rừng, vầng trăng thành tri kỷ. Cô có các yêu cầu như sau. Câu 1. Hãy xác định câu văn mang luận điểm. Câu 2. Nhận xét về cách lập luận của người viết để làm sáng tỏ luận điểm. Các em có làm được bài tập này không? Hãy vận dụng kiến thức mà chúng ta vừa tìm hiểu để cô và các em cùng làm bài tập này nhé. Các em nhìn vào đoạn văn và hãy xác định cho cô câu văn mang luận điểm là câu văn nào? Chúng ta đều nhận thấy câu văn mang luận điểm chính là câu văn nằm ở đầu đoạn văn. Khổ thơ đầu bài thơ Ánh Trăng nói về vầng trăng của tuổi thơ và vầng trăng thời chiến tranh. Vậy để làm rõ luận điểm này, người viết đã lập luận như thế nào? Đó chính là chúng ta đang tìm câu trả lời cho câu hỏi số 2. Cô có thể gợi ý cho các em nhé. Các em hãy xem tác giả đã sử dụng những luận cứ nào. Và các luận cứ này được trình bày như thế nào? Đoạn văn được trình bày theo phương thức lập luận nào? Chúng ta thấy, để làm rõ được luận điểm, tác giả đã nêu hàng loạt các luận cứ. Đó là những câu thơ hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể. Đó là nghệ thuật của đoạn thơ, đó là hai câu thơ 10 tiếng, gieo vần lưng, đồng, sông. Đó là ngôn từ, với, đó là biện pháp nghệ thuật, điệp lại 3 lần. Và với các luận cứ này, người viết đã làm sáng tỏ được luận điểm bằng những luận cứ tiêu biểu, chọn lọc, phù hợp, đặc sắc. Tác giả đã khai thác từ giá trị nghệ thuật để làm nổi bật nên nội dung của đoạn văn, và hệ thống luận cứ đã làm nổi bật nên luận điểm. Và việc chúng ta xác định được câu văn mang luận điểm
cũng có nghĩa là chúng ta xác định được đoạn văn được trình bày theo phương thức diễn dịch. Đây là một bài tập và còn rất nhiều bài tập nữa. Các em hãy về nhà tìm hiểu và làm thêm các bài tập để bài học ngày hôm nay được hiệu quả hơn các em nhé. Để tiết học sau hiệu quả, cô có những yêu cầu sau. Các em về nhà hãy học, đọc, thuộc, nắm chắc được kiến thức bài học ngày hôm nay. Các em sưu tầm thêm một số bài thơ, đoạn thơ, cách kỷ luật, đoạn thơ, bài thơ để tham khảo và hoàn thiện tiếp các bài tập. Các em chuẩn bị cho cô bài cách kỷ luật về một đoạn thơ, bài thơ. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe, theo dõi. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi. Hẹn các em ở các tiết học sau.